bảy chín phẩm vô khuyết bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Đức Thế Tôn như Đại Bồ Tát tuy tinh tấn tu hành bồ thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ nội không cho đến vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa tu hành tất cả môn đà la ni môn tam ma địa tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông tu hành 10 lực như lai cho đến 18 tám pháp phật bất cộng tu hành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, tu hành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Nhưng nếu đạo Bồ Đề tu chưa được viên mãn thì chẳng thể chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu bạch đức thế tôn đại bồ tát nên tu đạo bồ đà như thế nào để được viên mãn chứng đắc vô thượng tránh đẳng bồ đà phật bảo này thiện hiện nếu khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đầy đủ phương tiện thiện xảo thù thắng do lực phương tiện thiện xảo này nên khi tu hành bố thí ba la mật đa chẳng thấy có sự bố thí chẳng thấy người thí chẳng thấy người thọ thí cũng chẳng lìa các pháp như vậy mà hành bố thí ba la mật đa khi đại bồ tát ấy bố thí như vậy thì có khả năng chiếu sáng ba đạo bồ đề tu đạo bồ đề sớm được thành tựu như vậy thiện hiện các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bằng phương tiện thiện xảo tu đạo bồ đề làm cho viên mãn thì chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề như vậy thiện hiện nếu khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đầy đủ phương tiện thiện xảo thù thắng do lực phương tiện thiện xảo này nên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến tu tất cả hạnh đại bồ tát và vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật đều nên nói rộng tùy theo sở thích của vị ấy Bấy giờ, cụ thọ xá lợi tử bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dũng mãnh chuyên cần chân tránh tu đạo bồ đề. Phật bảo, này xá lợi từ, nếu khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, bằng phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hợp sắc thọ tưởng hành thức, chẳng lìa xa sắc thọ tưởng hành thức, chẳng hòa hợp nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng lìa xa nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng hòa hợp sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng lìa xa sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng hòa hợp nhãn giới cho đến ý giới, chẳng lìa xa nhãn giới cho đến ý giới chẳng hòa hợp sắc giới cho đến pháp giới, chẳng lìa xa sắc giới cho đến pháp giới, chẳng hòa hợp nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng lìa xa nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng hòa hợp nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng lìa xa nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng hòa hợp nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng lìa xa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng hòa hợp địa giới cho đến thức giới, chẳng lìa xa địa giới cho đến thức giới, chẳng hòa hợp nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng lìa xa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Chẳng hòa hợp các pháp từ duyên sanh ra, chẳng lìa xa các pháp từ duyên sanh ra, chẳng hòa hợp vô minh cho đến lão tử, chẳng lìa xa vô minh cho đến lão tử, chẳng vì sao vậy? Vì các pháp như vậy đều không có tự tánh, để hợp để lìa. Này xá lợi tử, nếu khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, bằng phương tiện thiện xảo, chẳng hòa hợp, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa xa bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng hòa hợp nội không cho đến vô tính tự tính không, chẳng lìa xa nội không cho đến vô tính tự tính không, chẳng hòa hợp chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng lìa xa chân như cho đến cảnh giới chẳng thuần thể nghĩ bàn chẳng hòa hợp thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng lìa xa thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng hòa hợp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng lìa xa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng hòa hợp bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng lìa xa bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng hòa hợp tám giải thoát cho đến mười biến xứ chẳng lìa xa tám giải thoát cho đến mười biến xứ chẳng hòa hợp pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng lìa xa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng hòa hợp tịnh quán địa cho đến như lai địa chẳng lìa xa tịnh quán địa cho đến như lai địa, chẳng hòa hợp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng lìa xa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chẳng hòa hợp tất cả môn đà la ni môn ta ma địa chẳng lìa xa tất cả môn đà la ni môn ta ma địa chẳng hòa hợp năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng lìa xa năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng hòa hợp mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng lìa xa mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chẳng hòa hợp ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ chẳng lìa xa ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ chẳng hòa hợp pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng lìa xa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả chẳng hòa hợp trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng lìa xa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng hòa hợp quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề chẳng lìa xa quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề chẳng hòa hợp tất cả hạnh đại bồ tát chẳng lìa xa tất cả hạnh đại bồ tát chẳng hòa hợp vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chẳng lìa xa vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao vậy? Vì các pháp như vậy đều không có tự tánh để hợp để lìa. Này xá lợi tử, khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì dũng mãnh chuyên cần chân chánh tu đạo Bồ Đề như vậy. Xá lợi tử lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều không có tự tánh, để hợp, để lìa, thì tại sao đại Bồ Tát hướng đến bát nhã ba la mật đa mà tu học? Bạch Đức Thế Tôn nếu đại Bồ Tát không học bát nhã ba la mật đa thì không bao giờ đắc được vô thượng chánh đẳng Bồ đề mà mình mong cầu. Phật bảo này xá lợi tử đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói nếu đại bồ tát không học bát nhã ba la mật đa thì không bao giờ đắc được vô thượng chánh đẳng bồ đề mà mình mong cầu này xá lợi tử các đại bồ tát mong cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề phải có phương tiện thiện xảo thì mới chứng được chẳng phải không có phương tiện thiện xảo mà có thể chứng được này xá lợi tử khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu thấy có tự tánh của pháp đẻ đắc thì nên chấp giữ, còn chẳng thấy có tự tánh của pháp đẻ đắc thì chấp giữ cái gì? Nghĩa là chẳng chấp thủ đây là bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, đây là sắc cho đến thức, đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, đây là nhãn giới cho đến ý giới, đây là sắc giới cho đến pháp giới, đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, đây là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, đây là địa giới cho đến thước giới đây là nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, đây là các pháp tử duyên sanh ra, đây là vô minh cho đến lão tử, đây là nội không cho đến vô tính tự tính không, đây là chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, đây là thánh đế khổ tập diệt đạo, đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là tám giải thoát cho đến mười biến xứ, đây là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đây là tịnh quán địa cho đến như lai địa đây là cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đây là tất cả môn đà la ni môn tam ma địa đây là năm loại mắt sáu phép thần thông đây là mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng đây là ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ đây là pháp không quên mất tánh luôn luôn xả đây là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đây là quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Đây là dị sanh, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, đây là Như Lai. Hết quyển thứ 474.